Xin chào đồng bào, tôi đã trở lại với Mắt Mệt Show. Nếu cuộc sống của bạn nó áp lực giống như cái việc mà mắc ỉa lúc kẹt xe á, thì bơi vào đây coi nhé. Và bây giờ là cái tôi thấy như thế này nè, khi mà làm kênh cái mà tôi thấy nha, cái kênh YouTube của tôi nó được 7 8 năm gì đó, năm 2013 lận. Thì hồi đó tôi cũng làm để up mấy cái clip hay ho của mình thôi, tại vì hồi đó tôi cũng đang tự học về nội dung, về lên nội dung cho một cái clip, một cái video chứ không phải là một cái phim đâu. Má, một cái phim nó khủng khiếp lắm. Thì mình làm xong thì mình cứ up lên không để đó, và đến bây giờ mình coi lại mình cảm thấy mấy hồi đó buồn cười thật. Thì cái mục đích của mình làm cái kênh YouTube này nó là vậy, chứ không phải là mình muốn bật kiếm tiền hay là cái gì cả. Nói chung anh em vào coi thì mình vui thôi, anh em vào chia sẻ tạo ra được một cái sân chơi sân quẩy gì đó cho anh em thì mình cũng cảm thấy hài lòng rồi. Thì lúc đó mình tự nhận thấy mình, ồ, cuộc sống mình vẫn còn giá trị, chứ không phải là tao làm công việc này được bao nhiêu tiền, tao làm công việc kia được bao nhiêu tiền, tao làm clip này up lên được nhiêu tiền. Không hề, chúng ta khác nhau về quan điểm thôi. Còn kiểu của tôi á thì khi cái công ai đó nhờ mình giúp cái gì đó thì mình giúp được họ, thì mình cảm thấy ô, mình vẫn còn giá trị, chứ không phải là cảm thấy cao thượng gì đâu. Mình đã đưa cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình giúp cho họ thì mình cảm thấy ồ, mình vẫn còn giá trị, chưa phải là đồ bỏ đi ha. Ai cũng có thể làm con người tốt cả, nếu đừng có dồn họ vào con đường cùng là được rồi. Bye bye và hẹn gặp lại ở clip sau.